Bây giờ những anh chị đang ngồi kia mà cầm ghế ngồi xích đây, các bạn chú cho nó rộng ở dưới nha. Đây, 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 đúng rồi. Nhà thờ rất đẹp nha các bạn. Ở đây là nhà thờ Hà Phạm. Và hôm nay, đồng nay nha các bạn. Để Chúa 10 phút và sau đó chúng ta bắt đầu nha. Tại vì Chúa mới là lý do chúng ta đến đây, và Chúa mới là lý do chúng ta. Và chân thần vô cùng đã ban truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì con nhận đến Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn tôn trọng lòng vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì sống. Giàu hay nghèo, hảo đức hay bình dân, vô lương hay cùng đường khác, đều được Chúa đi đủ nơi đây. Bởi dưới ánh nhìn của Chúa, mỗi chúng con là ăn chịu lên với nhau, và chính Chúa là cha chung của mỗi chúng con. Chúng con xin lại thật một đất tiền Chúa này còn là bao xa vắng giữa hồ mưa hoa đầy buồn không đàm chia. Chúa nhìn thương người đang quan sinh leo hoang đá. Bên hông trường thể Thank you.
Xin hoan chào đón quý cha, quý thầy, quý sư.